Lesson 21. Banking. Từ này có nghĩa là ngành ngân hàng. 1. Balance. Balance. Từ này có nghĩa là số dư tài khoản các bạn nhé. Ngoài nghĩa là cân bằng ra thì chúng ta còn có nghĩa là số dư tài khoản. Example. His healthy bank balance showed a long habit of saving. 2. Cautious. Cautious. Từ này có nghĩa là thận trọng. Ví dụ như bạn có thể nhớ nó ở trong câu là bạn sẽ phải thận trọng đọc kỹ các điều khoản trước khi bạn ký vào hợp đồng. Example. Act cautiously when signing contracts and read them thoroughly. 3. Down payment. Down payment. Từ này có nghĩa là bạn trả trước một phần khi mua hàng. Bạn có thể nhớ nó như là một khoản đặt cọc vậy. Example. By making a large down payment, they saved a great deal in paying interest. 4. Mortgage. Mortgage. Từ này có nghĩa là cầm cố thế chấp. Ví dụ như là bạn có thể nhớ nó trong câu là do lãi suất thấp nên là tôi đã nhanh chóng tìm giải pháp là thế chấp một cái tài sản. Example. Due to low interest rates, Sally moved quickly to find a good deal on mortgage. 5. Dividend. Dividend. Từ này có nghĩa là lãi cổ phần. Ví dụ như là bạn có thể nhớ nó là cái tiền cổ tức, tiền lãi cổ phần này sẽ được tính toán và phối hợp với các cổ đông. Example. The dividend was calculated and distributed to shareholders. 6. Signature. Signature. Từ này là danh từ của từ sign. Các bạn nhớ động từ của nó thì mình sẽ đọc là sign. Nhưng mà từ này là danh từ thì mình sẽ đọc là signature. Và nghĩa của nó là chữ ký. Example. Once we have your signature, the contract will be completed. 7. Take out. Take out. Khi mà bạn đi ra cây ATM đúng không? Thì hành động của bạn sẽ là hành động take out money đúng không? Thì take out đây có nghĩa là rút tiền. Example. They took out the chairs in the bank lobby, so now there is no place to sit. 8. Transaction. Transaction. Từ này có nghĩa là giao dịch. Example. Banking transactions will appear on your monthly statement. 9. Accept. Accept. Từ này có nghĩa là đồng ý, chấp nhận, công nhận. Ví dụ như là bạn có thể nhờ nó có nghĩa là người tiếp tân đã nhận được kiện hàng từ người đưa thư. Example. The receptionist accepted the package from the courier. 10. Borrow. Borrow. Từ này có nghĩa là vay mượn. Ví dụ như là bạn có thể nhớ nghĩa ở trong câu là bạn có muốn mượn tôi một cái bút không? Example. Do you want to borrow a pen? 11. Deduct. Deduct. Từ này có nghĩa là trừ đi hoặc là khấu trừ. Ví dụ bạn có thể nhớ nó ở trong câu là do việc khấu trừ thù lao hàng tháng vào tài khoản vãng lai, thế nên tôi đã có thể thực hiện cân bằng thu chi tài khoản của mình. Example. By deducting the monthly fee from her checking account, Yi was able to make her account balance. 12. Restricted. Restricted. Từ này mình sẽ nhớ nó bằng với cả nghĩa của từ limited, có nghĩa là hạn chế và bị giới hạn. Example. Access to the safe deposit box vault is restricted to key holders.